Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị, em chào anh Tuấn ạ. Nhân dịp Tết đến thì em có về một cái lô mai tàng rất là đẹp và hôm nay em xin được gửi đến quý cô chú anh chị mình xem và tham khảo ạ. Và đầu tiên là cái thứ nhất, cây đây là một cây mai tàng tàng thông ạ, dáng tàng thông. Bây giờ thì xin được đo thông số ạ. Trang đi tới Sài Gòn nó phải cái dạ hoành là 32. Hoành 32. Rồi. Thóc thân là 41 ạ. À. Dạ cây này là cây sù trứng ạ. À. Bộ đế rất là khủng mà quý cô chú anh chị ơi, sù trứng luôn ạ. À. Đây ạ. À. Đây sù trứng của nó là đây ạ. À. Gà sù trứng của nó này ạ. À. Đây cũng vậy nữa. Cây này thì nó cũng chuẩn bị cái thân nó cũng đang lên chuẩn bị lên sù nu luôn rồi ạ. À. Rất là đẹp. Gà sù trứng của nó này. Dạ và đặc biệt là bông của nó rất là nhiều à quý cô chú anh chị ơi. Đây bông rất là nhiều à. Rồi bông rất là nhiều à, bông bự à. Bông thơm luôn à. Rồi cây này cao khoảng 3m2 đến 3m5 à. 3m2 đến 3m5. Còn tán ngang là khoảng 1m à. Tán ngang khoảng 1m. Tán ngang 1m đến 1m5 à. Rồi bây giờ cho quay một vòng luôn. Tàng rất là đẹp ạ. Rồi cây số 1 em giao lưu với giá là 8 triệu ạ. À. Tiếp theo là cây số 2. Và đây là cây số 2 ạ. À. Cây số 2 cũng là một cây tàng thông luôn ạ. À. Cây số 2 này rất là đẹp và quý cô chú anh chị ơi, tàng rất là đều ạ. À. Tàng là nó đã mất chính hết luôn rồi. Hoành là 37. Hoành 37. Thóc thân là 35. Rồi đường kính bầu là 65. Đường kính bầu 65. Cây này cũng xù trứng luôn à. Đế đều 24 giờ luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây sù trứng nè, nó đang lên sù trứng hết rồi ạ. À. Đây sù trứng nè à. Sù trứng nè à. Đế đều rất là đẹp và quý cô chú anh chị ơi. Thì cái tàn của nó là không còn chữ gì để chê nữa luôn ha. Rồi bông rất là nhiều à quý cô chú anh chị. Rồi bông đây. Bông này mình vẫn kịp chơi Tết nha quý cô chú anh chị. Bông này mình vẫn kịp chơi Tết. Mình che mát cho nó là mình vẫn kịp chơi Tết. Rồi bông đây à. Bông rất là nhiều, rất là xum xê luôn. Rồi cây này cao tầm khoảng cỡ 3m đến 3m5 à. Tán ngang là từ 1m5 đến 2m à. Rồi mình xoay cây giùm đi ạ. À. Và tàn rất là đều luôn nè quý cô chú anh chị ơi. Cây này là tàn là không bị lép gì hết luôn à. Rồi đây là
hoa là 5 cánh, bông 5 cánh à, nó bông 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh. Và cây này thì giá là 10 triệu à. Bông cũng rất là thơm mà quý cô chú anh chị, bông to nha, bông thơm, bông to. Rồi tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 cũng là một cây mai tàng thông luôn à. À, cây mai tàng thông, cây, và cái cây này là nó cao khoảng cỡ tầm 3,5 m à. Cao tầm 3,5 m à quý cô chú anh chị. Tàng rất là đẹp à. Tán ngang là khoảng cỡ 1,5 m đến 2 m à. Và tàng đều luôn à quý cô chú anh chị. Cây số 3 ha. Rồi mấy anh ơi mình xây cây giùm em ạ. À. À, do là em làm cái bầu to để mình giữ cho cái cây mình nó đủ sức à, nó không có bị si cây. Cây này là tàn đều luôn nha quý cô chú anh chị, bông là nó đang chuẩn bị nó ra bút rất là nhiều ha, bông rất là nhiều. Rồi em xin được phép đo thông số à. Hoành là 38. Hoành thân 38 à. Đây. Đường kính bầu là 71 à. À cây này và cây số 2 là một cặp luôn đó. À cây này bộ đế rất là khủng mà, cây này cũng xù trứng luôn nè quý cô chú anh chị ơi. Đế khủng luôn ha, đế bao đẹp luôn à. Xù luôn à, đang có dấu hiệu lên xù à, xù chảy à, rồi xù trứng à, đế thì xù trứng à. Và cây này em xin giao lưu với giá là 9 triệu à. Rất là đẹp hay quý cô chú anh chị đây. Nó đang chuẩn bị ra bức tranh màu bông ha. Đây. Tiếp theo là cây số 4. Đây, đây là cây số 4 à. Cây số 4 cũng rất là đẹp à. Cây số 4 là tay cành nó đang lên xù rồi quý cô chú anh chị. Này, nó đang lên xù, đang bể xù à. Những cây này là tàn nó già lắm nha cô chú anh chị, tàn rất là già rồi, nó đang chỗ nụ ra bông nè. Cái này là bông vẫn kịp tết à. Rồi em xin được phép đo thông số à. Hoành 36, thoát thân là 31. Rồi tay cành đầy đủ rồi, quý cô chú anh chị mình cùng xem mà. Đây là nó để xù rồi, đang lên xù hết nè. Nó đang lên xù ha. Bông rất là nhiều á cô chú anh chị. Nói chung em về cái lô này bông nhiều lắm à. Rồi cây này cao là khoảng 1,5 m, 2 m. Tán ngang là khoảng 2 m tới 2,5 m à. Em xin
nhắc lại số điện thoại của em là 0939655414, rồi đó cũng là số Zalo của em luôn ạ. À, tiếp theo là cây số 5. Rồi, cây số 5 cũng là một cây mai tàn ạ, tàn thông luôn ạ. Rồi cây này là nó bông rất là nhiều ạ, quý cô chú anh chị ơi, bông rất là nhiều ha. Cây này cao á là tầm khoảng cỡ 3 mét luôn ạ. Cao khoảng 3 mét, tán ngang là khoảng 1 mét rưỡi đến 2 mét ạ. Rồi mình xoay cây đi ạ. Rồi em xin được phép đo thông số ạ. Rồi cây này hoành là 35. Rồi cây này nó đang lên xù quý cô chú anh chị ơi, nè đây xù nè, xù chải nè, đế cũng rất là đẹp ha, đế nói chung là mấy cây này của em đế đẹp lắm. Rồi cây số 5 em giao lưu với giá là 6 triệu ạ. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 này cũng là một cây tàn thông mà cao thì cũng tầm 3 mét rưỡi luôn à, 3 mét đến 3 mét rưỡi. Cây này thì tàn hơi yếu à, nhưng mà bộ đế rất là đẹp nha, đế xù trứng luôn à. Rồi bây giờ thì em xin đo thông số. Cây này hoành là 24. Hoành 24. À đế là đế đều luôn, 21 giờ luôn ạ quý cô chú anh chị ơi. Cái này là sụ trứng luôn ạ nha. Nói chung em về cái lô này là toàn là sụ trứng không ạ, đây ạ. Những cái lô này là em về là toàn là sụ trứng thôi ạ. Đế rất là đẹp. Rồi mình xoay một vòng đi ạ. Em xin nhắc lại số điện thoại em là 0939655414 và đó cũng là số Zalo ạ. Tiếp theo là cây số 7. Do không gian của mình nó hơi chật hẹp nên cái tầm nhìn nó hơi hạn hẹp và quý cô chú anh chị mình thông cảm ạ. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 là một cây tàn giống như là tàn đào ạ, nhưng mà nó vẫn có cái cốt chủ ở chính giữa đó, đúng không chú anh chị ơi. Đây. Rất là đẹp ha. Cây này là giót đọt luôn ạ. Cây này thì cao là khoảng 1 mét rưỡi đến. Cây này là khoảng cỡ 1 mét rưỡi đến 2 mét á. 2 mét á. Trên 2 mét. Còn tán ngang của nó là tầm 2 mét luôn ạ. Tán ngang tầm 2 mét luôn. Cây này thì tàn nó đều luôn ạ. Tàn rất là đều ha, cây này tàn rất là đẹp. Tàn thì nó già luôn rồi. Rồi, em xin được phép đo thông số ạ. Hoành là 32. Hoành 32. Rồi, đế đều luôn à. Bây giờ mình mấy anh ơi mình quay đế ra. Đế đều luôn nha quý cô chú anh chị, đế rồi cực kỳ đẹp. À em bao ship luôn ạ. Tàn cũng rất là đẹp, tàn đều.
Rồi cây số 7. Cây số 7 em xin giao lưu với giá là 4 triệu ạ. Và cuối cùng là cây số 8 ạ. Là một cây phôi ạ, quý cô chú anh chị ơi. Cây phôi nha. Cây phôi này là nó đang lên xù ạ. Đang bể xù ạ. Đây rất là đẹp quý cô chú anh chị. Rồi em xin đăng thông số ạ. Cây này cao là khoảng 1 mét ạ. Cao khoảng 1 mét. Hoành là 26. Hoành 26. Đế đều luôn hả quý cô chú anh chị ơi. Đế rất là đều ha. Rồi. Cộng đế to lực à. Đế đều 24 giờ. Rồi cây này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 7 à. À, và em vừa rồi là em có về 7 cây mai tàn và 1 cây phôi à. Và để cảm ơn quý cô chú anh chị thì ủng hộ một cặp thì em tặng cho 1 kg khô bò à, hoặc là 1 kg khô gà tùy quý cô chú anh chị à. Và bây giờ thì clip em đến đây là hết à. Hẹn gặp lại cô chú anh chị xong trong một clip tới. Chúc quý cô chú anh chị có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc à. Chào tạm biệt.